thuở ấy, có một người con gái rất mong manh đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường Đại học Văn khoa Huế. Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những hàng cây long não. Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là diễm của ngày xưa. Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em ấy thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ. Đường dài hun hút cho mắt em sâu, mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ. Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đồng. Trần hôn xanh búa cho mình xót xa, chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai. Trong cơn đau vui làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, để người phiêu lãng quên mình lang. Chiều nay còn mưa sao em không lại nhớ mai. Trong cơn đau vui làm sao có nhau hằng lên nỗi đau. Bước chân em xin về mau, mưa vẫn hay mưa cho đời biến động. Làm sao em biết bia đá không đau, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng, ngày sau xoáy đá cũng cần có.